đi học rồi. Đi đi học nghề ở má tranh thủ lấy hai cái tay sửa nè, tay đang sửa nè. Tranh thủ rồi mốt đầu chắc sửa tới ngực quá rồi thì à làm đây tranh thủ sửa nè. Thì bây giờ có được cái thân, có được cái bụng hồi nãy chưa? Thứ ba, thấy bụng không? Thứ ba nè, thì cái này nó chưa đụng nè, tới đây nè, đó chưa? Đó, để cái bụng đụng rồi. Yeah. Rồi bắt đầu có thân nè, đây 1, đây 2 rồi, có thân đúng không? Thì mình mới tìm một cái đường lai giữa để làm cái kỳ. Đây, chia ra giữa 5. Chưa? Yeah. 5, 5. Thì cái đường 55 này phải lên trên đều vậy nè. À, như này. Thấy chưa? Đều nha. Không phải là lên muốn lên đâu lên nha, đó là phải đều phải o lại nè, cho cái thân nó đẹp nè. Thấy chưa? Giờ có cái đường giữa này là xong rồi nè. Sau giờ mới làm cái kỳ. Ở cái bút nó lông nhỏ không ra mới mua đâu. Xanh á. Lấy gì trắng. Trên đây nó những phần trống nè, thấy không, trống nè, cứ để trống là phát ra được cái nảy mận nè, muốn làm nổi còn nếu muốn có màu dễ qua nha, đúng không? Bây giờ ở đây là ở đây thầy dễ qua đâu.
số 2 vô. Rồi thằng này đi vô nè, mũi tên vô nè, line 1 nè đúng không? Line 2. Tôi kiếm line 3. Phải nắm được cái căn bản này. Rồi bắt đầu nè. Yeah. Bo nó chỉnh lên cho nó tròn. Đó, nó tròn rất là đẹp. Yeah. Rồi thằng này line 1 là vô nè, thấy không? Vô phải tìm đường ra, vô nè. Rồi bắt đầu ra đi. Ra tìm đường ra. Tìm chỗ trắng nè. Dễ tìm. Rồi bắt đầu gieo rồi, giờ chứa đụng nha. Lai 1, tìm lai 2, khoảng cách ra, lai 2, bây giờ thằng thứ 4, bắt đầu lai 2. Này vô nè, thấy chưa? Vô nè. Thấy vô? Ra. Vô mở ra. Vô đây, ra đâu cũng được nè. Ra đây cũng được nè, ra đây cũng được nè. Cái đường nè, ra đây. Bắt đầu ra đây trống nè, ra đây trống. Bắt đầu những phần trống này nè, mình cũng làm một cục có bộ vậy. Đầu đây nè. Dưới đây nè, chúng ta cắt hàng ngang qua, chấm này trái, chấm này trái nha, chấm hai cái này cho mình chấm cho thẳng nè, này cái thẳng đúng không? Trên đây chúng ta những vòng chấm phần này đi dọc thấy không? Những vòng chấm phần này nè, này nè, thấy không? Thấy chưa? Chấm phần này của anh kia coi.
quên chưa? Nè, cái này chấm bằng này nè. Chấm bằng phần dưới này nữa nè. Mình thêm chân vô, kẻ chân mình vô. Nè, này đúng không? Giờ ở đây nó có chân nè. Bây giờ tôi cho cái đuôi lên đây luôn nè. Cho cái phần đuôi nằm ở đây nè. Nhưng mà giờ hai cái này, giữa hai cái này, giữa mấy cái thân này mình làm cái điểm dấn để làm lỗ bật rồi nè. Sống điện. Cái thằng sóng điện này nó cứ xong trụng là nói là thằng này qua thằng kia làm phải lắp đi. Sóng điện vô cái là da sườn nó làm cái hụ nó có thằng điện thấy không? Thì cái thằng sóng điện này nè, bây giờ tôi muốn làm cái điểm nhấn nè. Tôi vẽ màu khác nè, cái đuôi này vẽ cắt vào đây luôn, thấy điểm nhấn không? Điểm nhấn là cái đường cắt của nó. Nói trên nó xuống là điểm nhấn hết thì lúc mình quấn là cái này nó sẽ có một cái keo trắng này đành nổi một cái to, hiểu không? Đó, mình khắc cái đường này nè, xuống này mình quấn cái xong xuôi cái điểm nhấn này là cái hàng này, cái hàng sống này nè, nó sẽ không làm cho thấy phần gãy vô những cái thân, không lấy phần gãy. Tại vì nếu mà con không vô này á để nhìn vô thấy gãy nè, gãy cái này ngay cái bụng vừa đây cái này cắm gãy ngay đây, cái này ngay đây, đây gãy. Nhưng mà thêm cái bông thêm sóng biển vô rồi này nó bật lên, này nó bật lên, nhìn thấy cái thân nó lòn qua lòn, nha, cái thân lòn qua lòn lòn. Thì lên tới đây, sóng này xong xuôi nè, tôi vẽ thêm cái bông này, cái bông của màu sắc. Con nhìn giống dạ. Đó. Cái thằng này nó làm điểm dấn hoặc là lắp thằng như vậy dạ. Ở đây giờ nó đầu nó có màu nè, nhìn vô cái tay của mình nó sẽ có màu, nhưng mà bên đây thuộc đó những cái bông này làm nổi một màu lên, còn những phần phát cơ này bắt đầu lên tới xuống phá này xuống vào phá tiếp phá như thế dạ. Thấy chưa? Phá khi mình phá về tô đen này nổi bông rồi, nổi thân rồi, cắt cái khe ra tô đen nổi ra cái bông thân nha. Tôi dạy giúp tận tình nha, các bạn tự ý học nha. Đó, giờ bắt đầu quay qua đây nè, cổng nè đúng không, cái bông nó tới đây đúng chưa? Cho nó vô cái thân chút xíu nè. Thì rồi, bây giờ cái thân con vẽ không có đều, nó giờ cái lá bông này nó sẽ phải lắp nó mất rồi. À. Mình còn khoảng trống này là thấy chưa? Thì bây giờ ở đây thì ga số 8 nè, ga nè. Bây giờ không cần biết, cứ cho cái ga trước nè, số 8 nè. Tám nếu vẽ ở đây là số 8 đúng chưa? Cũng là số 6 như số 8. Rồi tăng cái khoảng cách của này như dòng này nói vô đây nè, nói vô này. Đúng không? Này nói vô à, nói nào dòng đây nè, đây một nè xuống nè, đây hai xuống nè, thì dòng ở đây nè. Thấy chưa, hiểu không? Ra đuôi không? Dạ. Thì ra cái đuôi này nếu mà con không phân á, cái kỳ với cái bụng á thì khi con phân dãy hết nó ra thành cục. Thì bây giờ đây là dễ kêu vô bụng nè. Được chưa? Thì con phân dãy thì cái bụng này nè tới đây nè. Cái dưới cái bụng nó sẽ không thành một cục mà. Thấy chưa? Dưới bụng ở đây cũng vậy, phân ra ở đây nè, ở đây nè, ở đây nếu mà con phân ở đây cũng phân dãy luôn, nó sẽ dưới một thành một cục mà. Thì đây vậy kìa nha, đúng chưa? Thì cái dãy ở đây nè,
nó qua cái kỳ, nhìn cái kỳ nó ngỏ, nó không động vô. Thì cái thân là ra thân, đuôi là đuôi rõ ràng, hiểu chưa? Đó. Đó. Rồi xuống đây, cái đuôi này nó chưa có đuôi ra, đuôi xè mà. Này để nó đủ thân nữa nè, đi ra đủ thân đó, thì mình coi những chỗ trống rồi, coi còn trống cho trống cho mình, trống cho mình, đúng không? Trống này chỉ can cái chân đặt ở đây, hiểu không? Một chân, hai chân, đúng không? Đúng rồi, can những chỗ trống mình đặt ở đây, đây đặt ở đây chân này cái cũng được, đúng không? Do mình đặt ở đây mình dễ thêm ra khó hiểu hay gì nữa. Nha. Hiểu không? Hiểu cách. Hiểu chưa? Mình nắm căn bản, muốn giỏi nữa. Bây giờ mình nắm căn bản mình dính đúng không? Mà muốn giỏi nữa thì ngày mai lên tự động lấy giấy vẽ, thầy ở đây xuống, cái nào không hiểu hỏi. Thì hỏi trong xu tôi sẽ cầm tờ giấy, chỗ nào đi ra, chỗ nào đi vô mình mới biết. Thì sau này chỉ cần đặt lên là mình vẽ được. Muốn đi đâu rồi đi rộng là cái thân nó đi theo đó. Nha. Nên là phải mình giỏi không là do các bạn phải luyện nữa chứ không phải do tôi chỉ chỉ căn bản thôi. Còn các bạn phải luyện nè, xong tôi cũng đang đầy nè, có ngã nè, dòng nè, dòng nè, thấy chưa, phân kỳ ra liền mở ràng nè, thấy chưa anh này, hiểu không? Anh này hiểu không? Rồi chút xíu muốn giỏi nữa thì ở chỗ chỗ thầy nó có những tờ giấy có thân á, cầu lên trước rồi bắt đầu ngày mai thầy mới chỉ lên thêm một lần nữa, tự động dễ tự động phát nữa, rồi bắt đầu mình nắm lên căn bản đó, sau này mình quýnh được đó nha. Thấy kính không đó. Nhưng mà nó vẫn có điểm nhấn nè, từ sóng biển này đường cắt ra nè, rồi ở đây nè nó có sóng biển đường cắt vô nè, đường cắt vô nè, thấy chưa? Ở đây chút xíu thêm cái chân vô thì cái đường cắt này xuống thì nó chỉ có cỡ này. Đúng chưa? Mình phải đặt thành vô cho nó tính. Ở đây bắt đầu con dãy nè. Một, đẹp trước ba dãy, hai, ba. Đúng chưa? Di chuyển điểm chân xuống. Một, điểm chân, nổi vô. Rồi đặt cho mình cho trước mình ba dãy thì rồi đó mình nổi vô thôi. Còn này phân giải là mất nè, này phân giải là mất nè, đúng không? Đúng những gì thầy dạy trên kia không? Khi thầy dạy trên kia đã, xưa giờ xuống đây thầy vẽ phát họa để cái con quýnh thì nó là đúng hơn những gì mình dạy, không có sai chỗ nào. Thầy dạy cho mình đúng như trang thì bước lên làm đúng như trang, đúng chưa? Phân giải là mất. Cái bài học của con trên đó có ghi rõ ràng đúng không? Rồi xuống đây rồi. Hay á? Bụng. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu một lẽ bây giờ mới quýnh nè. Quýnh rồi quýnh xong xuôi lao một cái là nó sẽ hiện lên nước thầy ngõ bút. Còn mình vẽ đây là thêm mờ cho nên mình còn đang rối. Chút xíu quýnh là thầy đứng cái bên này chỉ đường nào quýnh như thế nào, đường nào, nào. Hiểu chưa? Đó, còn hiểu rồi còn lấy cái đầu bự bự vô đặt cho nó. Còn những cái thân em dễ như vậy thôi, những cái chấm này cũng vậy, những cái chấm này nói cái chân là vẽ số 3 nói cái móng chân chút xíu trước ngoài hùng rồi không
những nhà thì cái phần thân luôn đúng không? Không cần có nhảy hết trên. Ở đây còn lại bự nè, thấy không? Mình đặt cái thân bự ra. Ở đây nè, giờ vô đây nè, mình vẽ thêm cái thân bự ra còn trống nè. Vẽ mông của cái đầu của bắp này rồi. Để xả. Đó, nó nằm âm nè, nó là bông nó lên nè. Thì cái phân dãy nó nằm trong cái bông, bông nổi nè. Chỉ là nửa thân rồng nó âm trên dưới mông, hiểu không? Đứa nào chịu học là hiểu liền, dạy sơ hiểu liền, hiểu chưa? Chưa không chưa? Anh này lộn mấy người ta vẽ ở đây ngồi bển lắng nghe không mà không dòm sao hiểu? Nhìn mặt anh là thấy lộn mấy đần rồi. Đùn ra luôn không hiểu cái nội luôn. Hiểu không hiểu không? Không hiểu là phải hỏi người ta mới chỉ, hiểu không? Ờ, không hiểu hỏi hiểu không, chưa hiểu thôi lên làm không được đó. Mình phải dòm thầy giảng nha, thầy giảng thầy vẽ là phải dòm rồi mới nghe, rồi mới thầy nói tôi nghe nhìn cái đường thầy vẽ nắm được chứ cũng có cái dòm cái mặt tôi không tới giờ cũng bút dòm trên cái mặt tôi rồi cũng cũng xì đúng không, giỏi không do các bạn học chứ tôi chỉ vậy là rất là tận tình là muốn gì nữa rồi ngồi không. Yeah. Quýnh xong xuôi hết rồi, quýnh xong xuôi rồi lao thêm lần nữa, chỗ nào trống đó là mình mới thêm chi tiết nữa, rồi mình vẽ tiếp, để cho cái đường nó kính, cho cái tay nó kính nhưng mà phải có đường thở, nếu mà kính giống như tay kia đúng không? Phải có đường thở là điểm nhấn nè, những đường thở có cơ, những ví dụ giờ lên đây là giờ thầy thấy vậy không? Thầy thích vậy thì cắt theo đường lên mình cũng được, chỉ là điểm nhấn nè, thấy không? Ở đây nó có hai cái kè, thấy không? Nè, thấy không? Bắt lên lái nè, sử dụng tái là sử dụng cái đường lai của nó nè, thấy không? Tái sử dụng lai nó thành hai, vừa là thành đường lai mới mà vừa thành cái đầu mới để cho mình được thật cơ, đúng chưa? Hiểu không? Con quýnh phần dưới đây, phần rút lông, nè, thấy không? Quýnh phần đôi này, đó. Rồi xong xuôi lên rồi tụi nó sẽ phân quýnh thôi phần nào nè. Những đứa học sinh mới chưa gành thì quýnh những phần này. Còn những đứa nào đã gành rồi đó thì sẽ quýnh những phần dễ để không bị mất nét. Đúng chưa? Rồi bây giờ đi con tắt rồi. Đúng chưa? Đâu? Mấy bạn hiểu chưa? Anh này chưa hiểu là anh phải dò bên này là hộ bên này là không chèn kia nè. Anh này yếu xì rồi. Đây là không hiểu gì đâu. Anh này dùng thứ lơ mơ thôi. Quá này luôn chứ sao mấy ngày hay là nhìn ra là biết anh nào luôn á, chịu học anh nào không chịu học. Anh nào muốn đem rồi đó. Đấy chưa? Làm ha, gắp thêm coi. Làm trước đi chân. Hút gì chi, hút nhiều ra khỏi. Hút nhiều chuẩn bị tinh thần. Chắc luôn thầy ơi.